đường giao thông vào trung tâm xã Bảo Nam vẫn ngổn ngang. Nhiều nhà sàn sau mưa lũ chỉ còn sót lại vài tấm ván gỗ. Đống đổ nát này là những gì còn lại của ngôi nhà sàn 2 tầng. Mất nhà, gia đình chị Cụt Thị Mai dựng lều tạm để tránh mưa nắng. 12 đêm xong là dư thì nhang nuốt hết, chưa có chỗ ở. Xong là đang mượn đất của họ làm cái lều nhỏ mà ở. Dù tuyến đường vào trung tâm xã đã thông nhưng vẫn còn 5 bản làng khó tiếp cận để hỗ trợ lương thực. Con đường đến trường của học sinh cũng nhọc nhằn hơn. Đường sạt lở nhiều, đi không được, dư đưa hai con đi bộ đi học dư khó khăn, gạo đi mua gạo đi về ăn, gạo cũng hết. Lũ chồng lũ, sạt lở liên tiếp xảy ra và sẽ mất rất nhiều thời gian để người dân Kỳ Sơn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Khó khăn nhất là bản Nam Tiến 2, nơi nguy cơ sạt lở đã bao trùm cả bản và 40 hộ phải di rời khẩn cấp. Trong đêm là bùi lấp là 4 nhà, còn hư hỏng nặng là 8 nhà. Hiện tại là đang còn 5 trên 6 bản là bị cô lập. Cả huyện biên giới Kỳ Sơn còn 18 bản làng bị cô lập và các lực lượng đang tập trung thông những tuyến đường còn lại để đưa lương thực tới người dân.